Vâng, em xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại kênh review chia sẻ về cái sản phẩm về điện máy. Và ngày hôm nay em sẽ muốn so sánh cho tất cả mọi người dòng TV QLED của Samsung Q80T và một hai dòng TV Android của Sony, đó là con X9000 và con X9500. Thì đối với giá với cái phân khúc 550 inch, giá thành từ 22 triệu 100.000, tức là với giá thành khoảng độ 22 triệu thì mọi người lên mua dòng Q6, Q80T hay là những cái dòng TV Android của Sony X9000 hay là X9500. Thì đối với trước mắt quý khách hàng đây là dòng 55Q80T và bên phía bên kia là dòng Sony, thì một lát nữa em sẽ sang bên đấy xem hai con đó. Đầu tiên là phân tích cho mọi người dòng Q80T. Dòng Q80T thì nó là một dòng TV sang trọng cũng như là gần như là bậc nhất của TV QLED năm 2020 của Samsung. Q80T nó chỉ kém con Q95T ở bên cạnh này thôi. Kém con này là nó không có hộp OneConnect và một tính năng nhỏ nữa thôi. Còn đâu là nó cũng thiết kế rất chi là đẹp. Thiết kế đẹp cũng như là kiểu dáng sang trọng. Tính năng của nó thì mọi người đảm bảo cho mọi người quá chi là tuyệt vời. Con này thì được thiết kế tràn viền cho mọi người bốn cạnh rồi, rất chi là đẹp. Còn đối với Samsung bên kia thì chưa chắc đã được thiết kế đẹp như con Q80T này. Thiết kế tràn viền bốn cạnh cũng như là có bộ vi xử lý 4K và công nghệ xử lý đèn hình D-Lex Full HD 48 block, giúp cho hình ảnh nó được LED và sâu hơn rất chi là nhiều. Những cái tính năng nổi bật của TV QLED thì con Q80T này đều có, như tìm kiếm giọng nói này, Google Assistant hiện đã có trên TV Samsung rồi. Vào tốc độ mạng rất chi là nhanh. Tốc độ tuần số quét là 120Hz rồi. Ngoài ra thì với những công nghệ xử lý HDR trên 12X giúp cho hình ảnh sắc nét hơn rất chi là nhiều. Mình sẽ đi luôn về giá thành của nó để mọi người đỡ phải hỏi về hai con này. Con này thì Q80T thì hiện tại bên mình đang bán 22 triệu 100.000. Nếu mà trừ hết quà đi rồi đó. Thì đối với phân khúc mà 22 triệu đó thì mọi người có thể liên tưởng đến hai dòng TV của Sony, đó là con 55X9000 và 55X9500H. Đây, ở đây bên em đang có hai cái dòng TV của Sony, đó là 55X9000 và một con bên cạnh là 55X9500H. Đối với dòng 55X9000 thì giá thành nó sẽ rẻ hơn một chút, nó chỉ 21 triệu, nếu mà trừ hết quà đi còn 20 triệu 500 nghìn. Và con 55X9500H này thì bên em bán giá, con 55X9500H này thì hiện tại giá đang bán là 24 triệu 990 nghìn. Tức là sẽ cao hơn con Q80T khá chi là nhiều, cao hơn của nó 3 triệu đồng. Đó, thì nếu mà với cái phân khúc đó thì mọi người lấy con X9000H là sẽ giá hợp lý. Tuy nhiên thì con X9000H này thiết kế không được đẹp bằng con Q80T của Samsung. Đó, con Q80T nó thiết kế tràn viền bốn cạnh cho mọi người. Tuy nhiên thì X9500H và X9000 nó chỉ thiết kế tràn viền ba cạnh mà thôi. Ngoài ra thì hình ảnh cũng như độ sắc nét của hai con này khá chỉ là tương đồng nhau. Nó chỉ hơn nhỉnh hơn nó là con X9500H. Nó sẽ có những cái công nghệ tương đồng với con Q80T, đó là cái công nghệ đèn LED D-Lex Full HD này. Hoặc là những cái con chip xử lý của con X9500H thì nó sẽ tương đồng với những dòng TV OLED của Sony. Tuy nhiên thì giá thành của nó sẽ cao hơn con Q80T khá chỉ là nhiều, 3 triệu đồng. Còn với cái phân khúc thấp hơn như con X9000, nó thì không được thiết kế nổi bật bằng và nó cái con chip của nó cũng không được quá chi là mạnh so với dòng TV OLED. Do đó mà giá thành của nó khá chi là thấp. Thì đối với phân khúc mà tầm độ 22 triệu thì mọi người có thể lấy con Q80T hơn là so con X9000H này của Samsung, của Sony. Đó. Còn nếu mà mọi người yêu thích Sony về độ LED cũng như là tính năng của sản phẩm
từ trước đến nay thì có thể lựa chọn con X9000. Mọi người có thể vào ngay website của Ecomark để xem giá cũng như là cập nhật thường xuyên hàng ngày. Bên siêu thị Ecomark sẽ giao hàng cũng như là lắp đặt miễn phí tại nhà, bảo hành điện tử 20-25 và đổi mới trong vòng 30 ngày đầu nếu mà TV gập nối của nhà sản xuất. Rồi, rất cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi hết cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.